Ủa chỗ này đang cây cầu này đang sửa à? Ủa sao đi? À các bạn chỉ quẹo phải. Ủa đi đường nhỏ này luôn. Cầu này đang sửa rồi. Đi đường bên này. Bên này nó có một cái đường gì nè. Ủa trời đất ơi, cái đường nó bị ngập nước rồi, sao mà qua được mấy chú? Tại đất bà ơi, xe con qua chắc ngụm chiếc xe con luôn quá. Ui trời ơi, để mình bò qua từ từ được coi. Ui nửa chiếc xe tôi rồi. Rồi xong luôn, rồi ướt mình con luôn rồi mấy chú ơi. Rồi xong ngụm chiếc xe luôn mấy ông. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta s�ựtiếp tục quay trở lại với cái tựa game Ego Truck Simulator 2. Và cũng như sẽ trải nghiệm một cái con xe phải gọi là siêu xe các bạn. Đấy, siêu xe. Đây là con Lamborghini. À, xịn sò các bạn, đây là ngoại thất của nó nè. Đó, Lamborghini nhá. Con này nói chung mình rất đánh giá cao cái thiết kế ngoại thất của nó luôn. Đó, ngoại thất rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Phải chưa sửa biển số nữa, thôi kệ bà nó đi. Ok, và các bạn thấy con này gầm nó rất là thấp nha. Thường những cái dòng siêu xe là gầm xe nó rất là thấp. Và hôm nay mình sẽ làm cái thử thách. Đó là chúng ta sẽ dùng Lamborghini, dùng siêu xe gầm thấp này để đi xuống núi. Các bạn biết cái đường núi chúng ta thì các bạn biết rồi đấy. Đó, đường rất là khó, hiểm trở này nọ, rồi đường cũng nó rất là nhiều loại địa hình luôn, mà chúng ta sẽ dùng con này để đi xuống để coi được không. Đặc biệt là có những cái đoạn mà phải gọi là nó bị ngập nước này nọ rồi đấy. Đi như vậy nó mới hấp dẫn các bạn. Và hôm nay ta sẽ dùng con này để đi nha. Và đây là ngoại thất, còn đây là nội thất của con xe. Đập vào mắt chúng ta là một cái vô lăng của Lamborghini xịn sò logo con bò. Con này nói chung là được cái ngoại thất thôi chứ nội thất nó thấy gớm lắm. Nội thất bị lỗi từ lưa hết. Logo còn không ra logo nữa nè. Và cả lỗi kiến hậu luôn các bạn. Mà thôi kệ đi, không quan trọng cho lắm. Ok, giờ ta bắt đầu chuyển hành trình luôn các bạn. Đề máy. Để mình nhóng nhóng cho các bạn nghe thử nha. Tiếng máy xịn sò. Ok, ta đi được các bạn. Con này đề ba rất là nhanh nha các bạn. Đề ba nhanh lắm luôn ấy. Mình nhanh ra cái nào. Đây là cái thắng mà các bạn khi đạp thắng lên đèn đẹp không? Xịn. Rồi, ok. Con này đề ba nhanh lắm, tại thường các bạn biết những cái dòng siêu xe này mà đạp một phát là có thể lên 100 mấy, 200 là chuyện bình thường đấy. Ok, cái đoạn đầu tiên chúng ta đi là một cái đoạn đường tắt. Tụi nó chạy nhanh ghê quá bà. Mình sợ nhiều khi nó chạy nhanh quá mà mình đạp thắng không kịp luôn ấy. Nghe tiếng máy đảm các bạn. Đây là tiếng máy thường đấy nhá, mình chưa có nẹt bô đấy, nẹt bô nó còn dữ hơn nữa. Đó, dốc nữa nè. Đường núi các bạn biết rồi, nó rất là khó. Nó khó đi lắm. Nè, đường nghiêng được các kiểu nè. Tàu đất bà ui. Con mình gầm thấp nữa. Đi mấy cái đoạn này nó rất là khó. Ui bụi nó văng kìa. Về chắc rửa xe đã luôn á các bạn. Đấy bụi văng luôn kìa. Ui nghiêng quá nghiêng luôn nha. Ui đây chờ. Ui xém lạng vô cái gốc cây à. Lạc tay lái luôn. Không sao. Lại. Ui, bô nghe đã thế nhờ. Mà nghe cái tiếng bô đã không. Ôi cái này cái gì vậy? Vô đường gây xe lửa à. Ui cái gì vậy? Xe này bị điên à. Tự nhiên cản đường của người ta. Ui bạn ơi đừng đụng mình nha. Ủa như vậy là mình phải đi trên đi con đường này à.
Như vậy là chúng ta phải bắt buộc đi qua cái con đường gây xe lửa đó các bạn ơi. Đường kia hết đường đi rồi. Đi tạm cái đường xe lửa này, không biết có gặp xe lửa không. Ủa cái gì vậy? À bụi cỏ. Ồ và có bụi cỏ nữa. Đang tìm lộ trình mới. Định vị lại. Tìm lộ trình thay thế. Quá đã, quá đã. Đang tìm lộ trình mới. Ồ, cỏ không thấy đường để chạy luôn các bạn. Cỏ không thấy đường để chạy luôn. Đây mình xem ở ngoài nè. Để mình qua cái len bên này mình chạy nha. Đây cái len bên này nó trống trải nè. Ui đá vậy. Ui có xe ngược chiều, có xe ngược chiều. Sorry. Không thấy đường chạy luôn, quá trời cỏ luôn các bạn. Ui khổ quá. Lên đường gây xe lửa chạy luôn. Bây giờ Lamborghini lên đường gây xe lửa chạy luôn các bạn. Đấy, như vậy nó mới sốc, như vậy nó mới căng. Ui cỏ quá trời cỏ luôn. Dạ. Xe lửa chạy trên đường gây là chuyện bình thường. Bây giờ Lamborghini chạy trên đường gây nó mới dữ các bạn. Dạ, cái trượt tay cũng hoài thế nhờ. Cỏ thật sự luôn. Rồi đoạn này nó thẳng thẳng hết nè. Ok, mình sẽ lái theo cái đường gây này nha. Giờ Lamborghini đi trên đường gây xe lửa luôn. Ui trời đất bà ơi. Nó nhồi quá, nó nhồi luôn các bạn. Nhồi thật sự luôn. Ây da. Ui trời đất bà ơi. Cán cái gì nữa vậy? Ui dắp gốc cây nữa chứ. Các bạn thấy không, cái gầm mà nó thấp nó đi nó dễ đụng lắm. Nè nguyên gốc cây nữa rồi nè. Rồi. Ủa nó. Ui, nhọn bánh đầu các kiểu rồi luôn. Hết đường đi rồi, nó đi lên đường gây xe lửa nó chạy mới chịu. Thôi chạy dưới này nè các bạn, nói chung chạy dưới này nó khó bị nhồi nè. Lên đường gây xe lửa chạy nhồi quá, dưới này nó có cỏ đồ nhiều, nó không có nhồi. À ra đường rồi nè. Có cái đường ra. Rồi ok, bây giờ mình rẽ phải nha. Ê thắng ăn. Rồi ra luôn. Ok. Rồi có cái đường ra khỏi cái đường gây xe lửa rồi. Ui trời đất mẹ, có mấy con bò ở đây nữa chứ. Khổ thật sự. Rồi đi luôn. Qua mặt. Nhường đường mất tay ơi. Ui giờ lên núi các bạn ơi. Giờ lại lên núi nào nữa đây. Lên dốc này. Đường này đường đất nó rất là trơn. Ui lạc tay lái nữa rồi. Ui đá. Từ qua luôn. Rồi qua luôn. Ui qua được các bạn. Xe mình một là nó mạnh, hai là nó chạy cũng ngon, nên mấy cái gờ đó nó qua được, không đánh nổi. Ui, cái đoạn này nó hẹp quá. Ủa cái gì vậy? Quỷ đâu chạy gì mà gớt đồ lên tôi lưa chứ vậy? À quỷ nè. Thầu ôi chạy sao gớt đồm lắm như vậy anh ơi. Cái đoạn này mà lỡ trượt tay, trượt bánh các kiểu rồi lạc tay lái rồi là bay xuống vực thẳm luôn các bạn. Chạy từ từ thôi. Cái xe mình nó có một cái là chạy rất là ngon nha, đề ba cũng rất là nhanh luôn nha, giọt cũng rất là lẹ luôn. Mà có cái thắng là đôi lúc nó ăn, đôi lúc nó không ăn các bạn. Nhanh quá là đạp thắng khó lắm ấy. Từ từ qua đoạn này thôi, để bay xuống vực thẳm là tiêu đời luôn. Nó các bạn thấy không? Nó dễ trơn bánh mình lắm. Ui cái đoạn này nó bị nghiêng luôn nè. Ui. Ê. Ui. Lê. Rồi luôn rồi các bạn, trượt bánh xuống bà đó rồi, đoạn này nó nghiêng quá. Ừ.
Thôi xong tôi rồi. Có cách nào lên không? Không rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải dùng một cách đó là kéo xe lên thôi. Không cách nào mà đi được tiếp à. Rồi đi tiếp luôn. Rồi mình kéo xe lên rồi đấy. Chạy xích xích lên này nè. Nó trơn quá. Nó trơn quá, nó chuột qua cái bên mà bánh thấp ấy. Không lên được luôn mấy cây chứ, lọt hai cái bánh xuống. Lọt hai cái bánh là bó tay rồi các bạn. Rồi thả dốc xuống đây. Cái này cái khu gì ta? Trời ơi, không biết đang làm gì luôn. Ủa nó đang sửa đường các bạn ơi. Rồi sao nó bắt đi bên này à? Rồi cho mình nhanh bên này luôn. Chỗ này nó đang sửa cái đường này rồi. Vậy là phải đi cái đường phụ nè. Trời. Cái đường phụ gì nhìn ghê vậy ta? Cái đường phụ nhìn ghê thật sự luôn ấy. Ui. Quỷ nó lên thùng đứng luôn kìa. Hello mọi người nhá. Chỗ này nó đang làm công trình các bạn ơi. Công trình đang thi công kìa. Bò từ từ quá thôi. Chỗ này người ta đang sửa đường. Chắc ta làm cái đường này là thành đường nhựa rồi các kiểu ấy. Ui, quẹt vô, diễn quẹt nó xíu đây. Nè cái đoạn này đường nhựa nè. Đoạn này chảy ngon rồi nè. Ui nắng cháo á. Ui lại cái đường nghiêng nữa trời. Từ. Chạy từ từ đâu này thôi. Mấy đồng nghiêng tôi sợ lắm. Kiểu cái đoạn này nó làm cặp cái mé núi á các bạn. Nên nó dễ sạt lở, với lại là cái đường nó mau hư lắm. Bọc ra đây. Chỗ này nó bị cái vách núi nó che lại bớt rồi. Nên mình cũng không. Gọi là nó che nắng mình luôn ấy. Mình không bị che nắng nữa. Ui mấy cái đoạn này thả dốc rồi lên dốc. Thả dốc rồi lên dốc. Khổ thật sự. Ui nó hẹp quá ta. Không có xe luôn. Đỡ. Ui trời, có thanh niên đi xe đạp ở đây nữa mấy cha. Dữ vậy. Ôi ôi. Đi xe đạp tham quan công trình nè. Ôi nó dài dữ vậy ta. Kệ nãy giờ chưa hết nữa. Đúng là đường núi có khác các bạn. Nó vừa hẹp mà nó lại vừa dốc. Đó, nhiều khi nó có những cái đoạn mà nó nghiêng được các kiểu nữa. Khó đi thật sự luôn. Mình cũng cố gắng, mình đã về được tới đây rồi. Cố gắng đi về được tới nhà mới làm tuyệt vời các bạn. Chưa về được tới nhà, chưa nói được. Ui đoạn này nó có cả lan can hai bên nữa nè. Mấy cái đoạn mà giật thẩm là nó thì nó không có lan can nha. Mấy cái đoạn bình thường thì nó làm lan can, tôi không biết làm gì luôn. Nắng quá.
Ui, hả? Ủa chỗ này đây cái cầu anh đang sửa à? Ủa sao đi? À các bạn chỉ quẹo phải. Ui đi đường nhỏ này luôn. Cầu này đang sửa rồi. Đi đường bên này. Bên này nó có một cái đường gì nè. Ủa trời đất ơi, cái đường này nó bị ngập nước rồi, sao mà qua được mấy chú? Tại đất ơi, xe con qua chắc ngụm chiếc xe con luôn quá. Ui trời ơi, để mình bò qua từ từ được coi. Ui nửa chiếc xe tôi rồi. Rồi xong luôn, rồi ướt mình con luôn rồi mấy chú ơi. Rồi xong ngụm chiếc xe luôn mấy ông. Trời đất ơi, nhưng mà thôi không sao, qua được. Hên là xe mình là động cơ chống nước đây. Được sao? Ok, ui. Rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái cầu không cho đi. Bắt đi cái đường mà đường bị ngập nước nữa. Hên là qua được đấy. Rồi. Đường này sao sông nước hữu tình như vậy? Nước nhiều lắm thế. Rồi, âm cua. Nó đây. Ủa ngoài kia có con khủng long nữa kìa các bạn. Con rồng con gì ấy. Kinh quá. Ui cặp mé nước luôn nè các bạn. Nước bây giờ đó. Cái gì nữa vậy? Lại bắt đi xuống nước nữa à. Trời đất ơi khổ thế nhờ. Rồi rồi bò xuống nước luôn. Cái này để mình ngồi trong xe coi. Ui y như là các bạn đang lấy tàu vậy đấy. Ui trời đất ơi, y như là các bạn đang lấy tàu vậy đấy. Ui bây giờ là Lamborghini đã thành tàu Lamborghini rồi nhá, không có gọi là xe Lamborghini nữa nha. Ui sao nó nghiêng cái vậy? Ừ nó lắng làm tí. Rồi đấy, bây giờ mình thành đi tàu Lamborghini rồi. Khổ thật sự luôn. Ui xe nó ngập hết nửa xe mình luôn các bạn. Rồi kinh khủng thật sự, thành tàu Lamborghini rồi. Lên được rồi nè. Lên đường nào đi chợ. Từ tôi đi lộn bên này. Rồi tôi bị mắc dưới này luôn rồi. Rồi xong luôn rồi, bị mắc kẹt dưới này luôn rồi. Lúng sình luôn rồi mấy ông ơi. Khổ thằng thế nha. Từ tôi sẽ kéo xe tôi lên. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi băng bụi cỏ này để đi lên. Rồi ok lên được là đường đất liền vậy đó các bạn, không đi dưới nước nữa. Khổ thân thật sự luôn. Rồi đi luôn. Đó, đằng này là hình như là gần về đến nhà rồi đấy. Nè, ghé được đường nhựa nè. Rồi, ngon lành. Để mình phóng vài màn cơ bản rồi nè. Dễ lạc tay lái quá. Chạy nhanh khó lái thật sự luôn. Xe bồn. Ui lại cho bụi chuối, lại cho bụi mía luôn. Dốc cục đá lại cho bụi mía luôn. Không sao, vẫn còn đi được. Ủa cái gì nữa đây? Lại một miếng lại ngập nước nữa. À ui thì xe kia nó đi qua còn nửa xe à.
sao mình qua đây? Ơi sao nó gọi? Xe anh bị gì vậy? Quay 380 độ luôn kìa. Từ anh cảnh sát lui lại tí anh cảnh sát. Không được rồi, không được rồi, xe mình bị mắc cái gì rồi? Mắc cái gờ rồi. Và để mình bay qua cái đoạn nước thì các bạn ơi, khó quá. Cái đoạn này đi không được luôn. Giật lộn xuống le, xuống dê, xuống dê. Rồi dọc, 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 dọc. Đấy, rồi. Đi về rồi các bạn, khổ quá. Đi về nhà một cách bình thường, không yên. Ui, ui, dừng lại cho cái cây người ta. Ui, lại cái bụi này nữa rồi. Rồi, đi luôn. Cái gì nó vậy? Sao nó bắt đi đường này? Rồi ok, nó bắt mình quẹo trái các bạn. Rồi đi vô đây. Trời đất mẹ, đi xuyên cái kho hàng của ai vậy trời. Rồi qua đây luôn. Rồi ok, sắp tới nhà rồi các bạn. Rồi tiếp theo nó sẽ rẽ bên trái. Giọt banh sớm luôn. Rồi ok, tới cho các bạn. Đây. Rồi tới nhà là quẹo vô. Rồi đậu đây đi. Rồi ok. Vậy được rồi. Máy. Wow. Đấy, thì như vậy ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa trải nghiệm được một cái hành trình, đó là chạy con Lamborghini này từ trên núi xuống núi xong rồi đó các bạn. Quá nhiều chướng ngại vật, quá nhiều sự nguy hiểm luôn. Đó, và chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong rồi. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.